nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh tan bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em trên ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Để anh lùi bước về sau, thấy em có người để có thể ngắm anh từ xa. Cảm ơn trẻ cùng vỗ tay thêm nhạc nữa. Từ anh mát lại hồn nhiên đến nào. Lên nào quý vị ơi. Hey. One more time. Đại gia đình mâm này có thể vỗ tay theo nhạc nữa. Hey. Ai có thể cần được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai cắn ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng muốn không khát được yêu. Chờ mong tới giờ ai nhặt đưa đón buổi chiều. Một sáng thức dậy được gặp một người nằm cạnh ngủ say. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả cuộc sống bao trớn thu bé lại vừa bằng một châu cái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kể về dù không nắm tay nhưng được chung mãi mãi. Và từ ấy anh mát anh hồn nhiên. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả cuộc sống bao trớn thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hai em sẽ lặng lẽ kể về dù không nắm tay nhưng được chung mãi mãi. Và từ ấy anh mang anh hồn nhiên. Gia đình Kỳ Xuân ơi, có thể dành cho nhau những chào tay thật lớn được không ạ? Vỗ tay thật lớn lên được không ạ? Tay đâu hết rồi ạ?